Dạ, con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sư và toàn thể quý khách ạ. Hôm nay con lại tiếp tục quay mẫu tượng thánh giá nến cao bên con ạ. Và một đôi chân nến tháp cao 1 mét ạ. Con xin giới thiệu đây là mẫu bộ thánh giá nến cao. Cao là 2 mét ạ. 2 mét lên đến đỉnh thánh giá. Chiều ngang của thánh giá là chiều ngang của thánh giá là 30 cm ạ. Còn từ đỉnh thánh giá mà xuống đến chân đây là 45 cm ạ. Tượng chúa thì cao 18 cm và chiều chúa giang tay hai bên này là 13 cm ạ. Con xin giới thiệu bên cạnh là đôi chân nến nến cổ đây ạ, bóng đèn cổ đây ạ. Đây là lá. Buổi tối thì con quay nó hơi mờ một chút, là tại vì hôm nay sao nó lại mờ vậy. Còn bình thường thì nó rất là sắc nét ạ. Bên ngoài hiện giờ là đang đẹp hơn trong live của con đấy ạ. Hôm nay con live buổi tối vì là con đóng hàng đêm để sáng mai gửi đi cho quý cha đấy ạ. Bộ chân nến thánh giá nến cao này được thiết kế làm 3 điểm nhấn ạ. Và ống trơn ạ.